Chào các bạn nhá. Nhưng nọ mình có mở hộp cái loa này đấy. Dùng gần một tháng rồi. À hơn một tháng rồi đấy. Hơn một tháng chắc được một tuần. Có nhiều anh em yêu cầu là bung ra. Hôm nay mình cũng sẽ bung ra nhá. Xem ở trong nó lòng mềm như thế nào. Con này nghe ngon thật các bạn ạ. Một tháng này. Nhìn bấm những cái vân tay vào đây. Mà vẫn còn mới lắm. Nghe to kinh khủng luôn. Đây, cái mặt trên của nó này. Có IC điều khiển cảm ứng các kiểu luôn. Cái mạch các bạn ạ, cũng bình thường chứ nhỉ. Không biết trong này còn gì nữa không. Chứ thế này thì cũng không có gì là ghê gớm lắm. Xem nào. Rồi. À, đây là cái màn cộng hưởng của nó đây các bạn. Ơ, cái này là sắt à? Rồi ốc luôn. Đây, trong này có mỗi vậy thôi các bạn. Hai loa. Thông số này có vẻ mở hết rồi, không đọc được gì. Ở đây 4 ohm 20W này các bạn, nhìn kỹ thấy đây, 4 ohm này 20W thì là hai con này thành 40W đây, đúng rồi, 4 ohm 20W này, vừa nhìn vừa hình dung ra pin của nó đây các bạn, 2 cell 3300 mAh 7,4V là có như 2 cell 18650 mắc nối tiếp nó vào thành pin 2S. Pin này thì cũng bình thường. Chính nhà này mổ con loa này nhìn ở ngoài đẹp đấy các bạn. Như hai loa này, mình sẽ mổ luôn hai loa này các bạn nhé. À, mở ra quen không mổ. Cầm thử xem nó có đẹp tí nào không. Nếu mà loa thế này thì cũng không biết nói sao các bạn ạ. Cũng là không có gì hot lắm ấy. Nhưng mà giá như hôm khuyến mại này tầm độ 1 triệu, 1 triệu mốt thôi. Cái hôm 12 tháng 12 á, có cái chú gì nhỉ? Ở trên group mình là Triệu Hồng Hồ Em như phải. Mua có 470.000 thôi. Nó big sale các bạn ạ. Giảm giá kinh khủng. Bạn đánh dấu cái dây của nó vào nhá. Tí chúng ta gỡ ra thì nó lúc hàn lại nó không bị ngược cực. Ngược cực là nó đánh vẫn bình thường các bạn, nhưng mà lúc lắp kín rồi nó đánh cái bát nó sẽ bị xa. Đây, hai con loa 4 ohm 20W này. Cái này thì những con loa Perlet có vẻ nó ngon hơn hay sao? Không biết là dùng con loa này gì đây. Mình nói chung là cũng không biết chê nó như thế nào hay là khen nó như thế nào cả.
tất cả nó như thế nào đây thì các bạn đều nhìn thấy hết luôn. Rồi, như vậy là cái pin này chắc không cần cạy nữa các bạn, tại vì nó chỉ có hai cell này thôi, mắc nối tiếp nhau thành pin 2S. Đây, jack sạc của nó này là jack 3 chân, à không, sạc trực tiếp luôn vào đây, vào luôn 2S này các bạn. À, thế là sạc một phát hai cục luôn, không có jack cân bằng mà gọi là sạc nối tiếp vào. Đúng rồi, có đúng mỗi cái jack này, đây là hai jack loa này, có đúng mỗi một sợi, à hai sợi này các bạn, âm dương, thì chứng tỏ là người ta sạc trực tiếp, hai pin này mắc nối tiếp vào nhau không cân bằng. Rồi, như vậy hôm nay chúng ta đã cùng nhau bung gọi là hết be bét cái con loa Bluetooth này rồi, John Smart Mega cái gì nhỉ, Element Mega 40W, hai loa 20W cộng lại nhau. Tí nữa mình sẽ lắp lại, mà không biết có lắp không hay để lấy linh kiện chơi. Rồi hôm nào mình sẽ bùng tiếp con, có một con loa cho smart các bạn mình mới lấy về nhưng mà chưa kịp làm video review, hôm nào mình sẽ làm xong lại bùng tiếp như thế này nhá. Rồi em là bạn đi ở sau.